Vâng, chào mừng tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Xem bóng đá là cầu tiền của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với mọi người để nhận định một trận đấu của đội tuyển Thái Lan và đội tuyển UAE tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thì ở trận đấu này thì đội tuyển UAE đang có vị trí ở bảng đấu này là đầu bảng. Tiếp theo đó là vị trí của Thái Lan, vị trí của chúng ta là đứng thứ ba do là thua về hiệu số đối với đội tuyển Thái Lan. Thì ở trận đấu này thì đội tuyển UAE và đội tuyển Thái Lan thì sẽ thi đấu vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 10, có nghĩa là ngày hôm nay. Vâng, thì cục diện ở bảng G thì là khá phức tạp khi mà cả UAE, cả Thái Lan và đội tuyển của chúng ta thì đều chưa thua trận nào, nhưng mà UAE thì đang có lợi thế hơn, đó là họ đang dẫn đầu bảng với 2 chiến thắng, còn chúng ta hòa với đội tuyển Thái Lan và chỉ có một trận thắng, một trận hòa. Nói chung là đội tuyển Thái Lan thì ở đội tuyển Thái Lan thì cái trường hợp vắng mặt của Chanasip Thongrasit thì vì chấn thương, nhưng mà đội tuyển Thái Lan này vẫn có những cầu thủ ra sân rất là ổn định ở trong những chuỗi trận vừa rồi. Vâng, thì đội tuyển UAE thì nằm trong khu vực bóng đá Tây Á. Họ vừa thắng 2 trận trước Indonesia và Malaysia. Vâng, thì trong trận đấu này thì chắc chắn là tôi tin rằng này, đội tuyển Thái Lan thì cũng không thể làm khó lắm được đội tuyển tiểu vương quốc thống nhất đâu. Nhưng mà với nhận định của tôi thì tôi tin rằng đội tuyển UAE thì sẽ thắng đội tuyển Thái Lan với tỷ số là 2-1 ở trong trận đấu này. Vâng, thì điểm qua một chút về danh sách đội hình của hai đội ra sân thì vẫn là những cái tên Ibrahim hay là Saleh hay là Baronsit ở đội tuyển UAE, còn đội tuyển Thái Lan thì cũng không có những cái tên nào đáng chú ý ở trong đội tuyển cả. Đang đa thì trận này sẽ đá chính. Vâng, Bunmathan đó thì sẽ thi đấu ở cái trận này. Vâng, ở trong cái trận đấu này thì trang Rizet Casino thì đã cho kèo cho tới 3 kèo với đội tuyển Thái Lan và đội tuyển UAE. Tôi sẽ chọn đội tuyển UAE nhé các bạn nhé. Hòa là mất nửa tiền các bạn này, và một cái kèo tài 3 ăn. Thì trong thời gian vừa rồi thì cũng đã làm rất là nhiều video cho tất cả mọi người cùng xem. Thì mong anh em luôn luôn ủng hộ kênh của mình bằng một like, một share và một đăng ký kênh. Mong rằng là mình sẽ luôn luôn cho những cái kèo và những cái nhận định luôn luôn là chuẩn để cho anh em ăn thông. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.